0548474749 nói chuyện từ nãy tử tế đã không buồn tiếp rồi mọi người ơi. Từ nãy mình nói chuyện ông này rất tử tế, ông này cứ làm sao mọi người, giải cứu mình với, thần kinh mẹ rồi. Đêm hôm rồi tha người ta đi, người ta đang ngồi làm việc dở dở hơi hơi. 847499 chị em xin một slot đây, một slot đây, vô đi này anh em nào vừa ao ra, anh em nào vừa ao ra ấy, chưa ss quên nó, chưa ss là sao á. Ok Hùng ơi, trận vừa rồi là chị bị ép đánh eo su. Speak human language. Đỗ Xuân Đình mệt. Ben là nhanh nhất nhở, thần đồng góp được gánh. Ok Văn Sơn nhở, em có kiểu bị mệt ấy, kiểu ông Hùng này ông với mọi người đi kiểm tra hộ ông ấy xem cái. Anh em ơi, chúng mình người tốt, mọi người khuyên nhủ hộ em các mọi người khuyên nhủ anh gái hộ em là mẹ đi va vào bệnh viện mà khám mẹ đi xem não mình nó có bình thường ấy, hay là ảnh hưởng ở đâu em, không em chị mãi kêu ông ơi biết rồi chị, kệ chị đấy, đơm chị suốt này à. Trận này gặp không Hùng ơi, chị xin lại nhẹ lại một sao ấy. Đấy thấy chưa anh em, chính tỏ em nó là tính công chúa sợ quá sợ à. Minh Hùng không chỉ ừ anh em sợ mà anh đàn ông con trai anh bảo bây giờ anh vả đứa con gái thì sẽ làm gì sau đó, em gọi con mẹ công an đến nhốt con mẹ anh vào đồn đấy chứ làm cái gì sau đó. Anh ơi kệ cho nó sủa cho nó vui tai tí, nghe cũng kiểu hài hước ấy anh. Buồn nó cái kiểu bị làm sao ấy, thần kinh kiểu có vấn đề ấy. Đỗ Xuân Đình Ben đi thôi, thấy ổng comment linh tinh mất tam vãi cả lìn. Tự dưng lại hỏi mình một câu hỏi là bây giờ anh vãi em một cái thì em sẽ làm gì sau đó, em sợ anh à mà em không dám trả lời, bây giờ em trả lời anh đi, xong lại chứng tỏ em nó tính công chúa nên em nó sợ. Thằng này nó bị làm sao, não có vấn đề. Giải cứu nó đi, giải cứu Hùng đi mọi người ơi. Thế này mà bảo bố làm sếp đi SH đi tàn gái. Mệt, nghe ỉa chảy thật đấy. Hùng ơi Hùng, về nhà đi Hùng. Hùng, em leo thách đấu nè. Ok Hùng nha. Đấy, đây người ta cũng tên là Hùng mà người ta ngồi, người ta leo game TD. Kia cũng là Hùng, đúng là Hùng. Hùng thì Hùng Zip và Hùng Giáp. Hùng về đi, anh Đặng Văn Hùng ơi, về nhà đi Văn Hùng ơi. Mẹ biết mẹ buồn, nó lên mạng nó lên than thuyên. Nhưng mà nghe nó kiểu bị buồn cười ấy. Này chắc ma nhập game mình rồi. Kiểu bị buồn cười. Nó có thiểu năng kiểu gì. Đau cả đầu. Vừa phải thôi chứ. Comment đến mức người ta không buồn tiếp nữa rồi thì phải hiểu rằng là mình như thế nào, hiểu không? Nói người ta không buồn thèm chửi lại thì phải biết là mình như thế nào, hiểu không? Đáng ghét trả ra đáng ghét mà thành đáng thương đúng không mọi người? Được kiểu đầu óc có vấn đề ấy. Chấp làm gì? Em mới tinh anh 2 thôi. Tinh anh 2 bị tranh danh vào không được các thành. Chị chiến tướng rồi mà. Em phải lên cao thủ em mới vô được. Chị chiến tướng rồi. Giải cứu Văn Hùng đi cho mọi người. Bây giờ thì chả comment cứ rình rình đến lúc mình vào game comment xong mình không đọc được lại bảo là em sợ anh fan. À? Chào Mie xinh đẹp. Hello, hello anh Thanh Phong fan nhá. Hài cũng vừa vừa chứ. Ngáo ngờ ngờ. Như bị ấm mi xê. Hoàng Văn Thành, để em gắng lên để mai chơi. Em ơi. À thần đồng VS này là Văn Sơn lúc nãy đúng không? Văn Sơn nãy comment đúng không?